Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, mùng 6 tháng 6. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị thường trực Hội đồng Nhân dân hai cấp tỉnh và huyện lần thứ 5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đắk Song tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Hơn 1.200 thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 vào hai cơ sở giáo dục chuyên biệt tại thành phố Gia Nghĩa là trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh và Trung học phổ thông dân tộc nội trú N'Trang Lơng. Hôm nay, mùng 6 tháng 6, tại huyện Tuy Đức, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân hai cấp tỉnh và huyện lần thứ 5. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá, nhiệm kỳ 2021-2026 đã đi qua được nửa chặng đường. Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân huyện, thành phố đã có rất nhiều đổi mới phương thức hoạt động cả về nội dung lẫn hình thức tổ chức. Đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị Hội đồng Nhân dân hai cấp tỉnh, huyện tiếp thu, nghiên cứu những kiến nghị đề xuất, trực tiếp tham mưu với thường trực của cấp mình có hướng tháo gỡ khó khăn. Tất cả nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng hơn nữa trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Sau hội nghị này, đề nghị thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân hai cấp tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm, giải pháp, trao đổi chia sẻ tại hội nghị này để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân địa phương. Ngày 6 tháng 6, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đắk Song tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội có 160 đại biểu chính thức, đại diện cho đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tham dự. Trong phiên thứ nhất, đại hội đã tiến hành hiệp thương cử đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, thông qua nội quy, chương trình, báo cáo tình hình đại biểu tham dự, báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, báo cáo kiểm điểm của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện khóa 4, trình bày đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Phiên thứ hai, đại hội tiến hành nhiều nội dung quan trọng như hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029, cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông lần thứ 5, thông qua nghị quyết đại hội. Sáng mùng 6 tháng 6, hơn 1.200 thí sinh đã có mặt tại 64 phòng thi, dự thi môn ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Các thí sinh làm bài thi tự luận trong thời gian 120 phút. Toàn tỉnh có 1.211 thí sinh lớp 9, dự thi tuyển sinh lớp 10 vào hai cơ sở giáo dục chuyên biệt tại thành phố Gia Nghĩa là trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh và Trung học phổ thông dân tộc nội trú N'Trang Lơng. Đây là hai cơ sở tổ chức tuyển sinh theo hình thức thi tuyển. Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh được giao tuyển sinh 350 chỉ tiêu và có 918 thí sinh đăng ký thi tuyển, trong đó môn toán có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất là 138. Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú N'Trang Lơng có 293 thí sinh đăng ký thi tuyển, trên tổng số 175 chỉ tiêu tuyển sinh. Buổi chiều cùng ngày, các thí sinh bước vào dự thi môn toán. Bước vào vụ hè thu 2024, nông dân Đắk Nông trải qua giai đoạn nắng hạn khốc liệt. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp tỉnh đã tập trung thực hiện các giải pháp phù hợp, giúp vụ hè thu diễn ra thuận lợi. Vụ hè thu năm 2024, toàn tỉnh dự kiến xuống giống khoảng 51.748,3 ha cây ngắn ngày các loại. Trong đó, diện tích lúa nước là 7.772,7 ha, lúa cạn 31,2 ha, bắp 21.792,5 ha, tổng sản lượng lương thực 196.214,5 tấn. Diện tích cây cà phê duy trì 142.904 ha, cao su 23.652 ha, hồ tiêu 33.248 ha. Trước diễn biến bất thường của thời tiết đầu vụ, ngành nông nghiệp đã triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Trong đó, các cấp, ngành nông nghiệp xây dựng kế hoạch với quan điểm đẩy mạnh sản xuất theo hướng hàng hóa, bền vững và thân thiện với môi trường. Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Đắk Lấp vừa tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2024. Qua kiểm tra, đoàn đã đề xuất cấp trên ban hành quyết định tạm dừng hoạt động 3 cơ sở vì không đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh cây giống theo quy định. Trong đó, xã Đạo Nghĩa một cơ sở, xã Đắc Xin một cơ sở và xã Hưng Bình một cơ sở. Đoàn tiến hành nhắc nhở 11 cơ sở, đề nghị xử phạt theo thẩm quyền cấp huyện và xã 8 cơ sở. Huyện Đắk Lấp hiện có trên 50 cơ sở kinh doanh cây giống. Các cơ sở này cung cấp hàng năm cho nông dân địa phương, hàng triệu cây giống phục vụ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tái canh. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết Quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!